Mất một năm năn nỉ Cường Đô La mới thuyết phục được Subel điều này, quý tử 13 tuổi còn có cả quy tắc riêng. Cường Đô La cho biết Subel sở hữu tính cách kiên định với mọi quyết định nhóc tỷ đã đưa ra. Chiều ngày 30 tháng 6, Cường Đô La đã đưa nhóc tỷ Subel đi mua sắm quần áo mới và thay đổi kiểu tóc. Nam doanh nhân còn bất lực chia sẻ thêm về tính cách cũng suy nghĩ đầy thẳng thắn của quý tử. Cụ thể nam doanh nhân cho biết vì nhóc tỷ sắp xuất ngoại nên anh mới đưa con đi túc tác ngoại hình. Sau một thời gian năn nỉ đủ kiểu thì hôm nay ba mới đưa được anh đi khám răng, làm tóc và sắm đồ để chuẩn bị 1-7 lên đường đi trại hè ở Đan Mạch. Riêng khoản làm tóc thì anh hai tự lên mạng tìm chỗ làm và làm theo ý anh hai, chứ giờ không chịu theo ý ai cả. Sự bất lực từ phía Cường Đô La khi chứng kiến quý tử ngày càng khôn lớn, bộc lộ rõ quan điểm, suy nghĩ của bản thân nhân về nhiều lời đồng tình từ cư dân mạng, lớn rồi nên thích làm theo ý mình đó anh, cũng áp lực phết, thấy thương ghê, giống ba y chang, Subel này đẹp trai như sao Hàn Quốc. Đối với Subel, Cường Đô La luôn dành một sự quan tâm đặc biệt. Không chỉ hết mực chăm sóc, quan tâm nam doanh nhân còn để ý tới con khi nhóc tỷ bắt đầu bước vào quá trình dậy thì. Trên trang cá nhân, anh từng hài hước nói về chiều cao, vượt mặt của con trai, sáng ra đứa đi học, đứa đi làm. Chúc cả nhà tháng mới bình an. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.